Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề có thể đó là vấn đề mà quý vị đang quan tâm về thời sự có thể đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử và đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi một cuối tuần và trong cái chương trình đặc biệt cuối tuần này thì tôi lại nhắc tới về cái con người Việt Nam qua các cái hệ thống giáo dục khác nhau và cuối cùng quý vị kết quả sẽ đi tới một cái mà quý vị sẽ không thấy được không tưởng tượng được người ở trong Việt Nam tại sao vẫn nghèo khổ và tại sao ở trong Việt Nam hiện nay quý vị họ lại lệ thuộc vào cái văn hóa gọi là ban phát nhiều hơn quý vị tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần ở trong các cái livestream của tôi là cái hệ thống giáo dục của cộng sản chủ yếu là tẩy não tuyên truyền và do đó nó không mang lại một cái giá trị về cuộc sống cho con người nó không mang lại cái giá trị kiến thức cho con em của quý vị điều này tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rất nhiều lần trong các cái livestream trước của tôi và ở đây thì tôi lại nói một cái góc của vấn đề mà cái góc này tôi nghĩ rằng nhiều người có thể nhìn thấy được nhưng mà họ không có ở trong việt nam họ không hiểu được và ở ngoài này thì tương đối hiểu nhiều hơn quý vị cái văn hóa của cộng sản À, cái cách giáo dục của cộng sản trong thời gian những thời gian những năm gần đây chúng ta thấy là họ xây dựng một cái gọi là thể diện gia đình thể diện quốc gia nhiều hơn và chính điều này khiến cho những người Việt Nam ở trong Việt Nam đã không thể chịu khổ được quý vị để nói về cái điều này có lẽ tôi phải phân tích một cách sâu hơn để cho quý vị hiểu được ở trong Việt Nam bây giờ sống bằng mặt mũi thể diện tức là ra đường là phải có danh thiếp ra đường là phải có danh thiếp thậm chí là xưng là phó giáo sư tiến sĩ bla 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 hay là tôi là giám đốc của công ty ABCD hay là tôi sắp sửa lập một công ty mới vân vân và vân vân quý vị quý vị sẽ thấy được một cái văn hóa hào nhoáng qua những cái cuộc gặp gỡ trong những cái tiệc tùng trong những cái bữa vui chơi ở Việt Nam quý vị thấy những điều này đầy rẫy hết quý vị nhưng trên thực tế nhưng trên thực tế họ đang cố gắng giữ mặt mũi và họ đang trả giá cho những cái hành động được thêm là giữ mặt mũi của họ trong khi ở trong nhà nhiều khi không có một đồng nhiều khi còn đang bị nợ nó rượt tới tận nhà nhưng mà bước ra ngoài thì vẫn là quần áo và phải ngon lành rồi đồ hiệu và khoe khoang rất là nhiều thậm chí quý vị họ qua tới mỹ họ còn khoe khoang với tôi mà thì quý vị chuyện ở qua với mỹ khoe khoang thì mình nói sau đi nhưng ở đây tôi đang nói tới cái sự khác biệt giữa người Việt ở hải ngoại và người Việt ở trong nước do cái hệ thống giáo dục khác nhau và cuối cùng quý vị tôi vẫn nói là có thực mới vượt được đạo ở trong Việt Nam bây giờ đó ngoại trừ những người dân nghèo không có khả năng à, kiếm được nhiều tiền à, vài ba triệu một tháng đại khái như vậy thì ngoại trừ những người này ra thì cái thành phần còn lại đa số giới trẻ tôi nói là giới trẻ nha quý vị những đứa trẻ mà được nuôi dưỡng được xem là tương đối tốt hơn so với thế hệ cha mẹ của họ trước đây đã sống nhiều bằng mặt mũi mà chính vì sống nhiều bằng mặt mũi này mà bây giờ họ đang trả giá cho những cái khổ mà họ không dám nói ra từ những cái phone hiệu, những cái phone đè ngon lành nhất cho tới những bộ quần áo cho tới những cái gì người ta có mình cũng phải có. Đây là cái cách mà ở trong Việt Nam đang là đang làm và đang tạo một cái thói hư cho con cháu và nó không có một cái gọi là tự tự mình có thể đứng được cho đến khi mà nó bị mất tất cả mọi thứ hoặc là đang gặp khó khăn, nó không vượt qua được khó khăn. Bởi vì tất cả những cái gì tụi nó có đều do cha mẹ sắm và dựa dựa vào tiền của cha mẹ. Bản thân tụi nó không kiếm nổi tiền để có thể sắm sửa và dù có kiếm được đi nữa quý vị, sắm được món này thì thiếu món khác tức là nó không đủ khả năng chăm sóc cho đời sống của chính mình, mặc dù nó trên 18 tuổi hoặc nó tốt nghiệp đại học. Đây là cái văn hóa mặt mũi mà cộng sản đang gieo rắc ở trong người dân Việt Nam và khiến cho người dân Việt Nam khi gặp những cái nghịch cảnh họ vượt qua không được. So với những người Việt ở hải ngoại. Đó quý vị, bây giờ mấy đứa nhỏ mà bây giờ vô tình một ngày nào đó tự nhiên điện thoại nó bị tắt bởi vì không trả tiền điện thoại. Thì lúc đó quý vị quý vị sẽ thấy được nó không có cái cách nào ngoại trừ đi vay mượn gõ cửa người này người kia mà nó không có cách nào để mà nó có thể tìm chính tự sức của nó kiếm tiền trả tiền điện thoại tôi chỉ nói tiền điện thoại tiền internet thôi tôi chưa nói những chi phí khác trong cuộc sống rồi quý vị đây là cái cách mà gọi là những cha mẹ ở trong việt nam mà có kiếm được chút đỉnh tiền là bắt đầu sum à, xuê những điều này cho con cái của mình và chính họ trả giá tới lúc mà cái tiền nó đè nặng hàng tháng họ chịu không nổi và họ vượt qua không được rồi cuối cùng đi tới cảnh gì quý vị vay mượn ở khắp nơi y trang giống như một con bạc quý vị biết những kẻ nghiện cờ bạc là tất cả bạn bè thân thuộc đều bị vay mượn hết thì quý vị cái cách mà cộng sản việt nam đang điều hành cái quần máy ở trong việt nam nó làm cho người dân việt nam bây giờ giống như một con bạc lúc nào cũng nghiện tiền và gặp ai cũng gõ cửa mượn tiền hết gặp ai cũng vay tiền hết và cái tình hình này nó diễn ra rất nhiều ở việt nam tôi nghĩ rằng chính ở trong việt nam quý vị cảm nhận được điều này ok quý vị nó khác với văn hóa của người việt quý vị lý do tại vì người việt ở hải ngoại khi mà họ ra tới ngoài này họ phải trải qua thời kỳ mấy năm đầu rất cực khổ thậm chí là có nhiều người vượt không nổi tại vì cái thời gian đầu của những ngày đầu tới nước mỹ lặp lại cuộc đời và làm lại từ đầu hết đó quý vị. Nó rất là cực. Nó rất là cực. Thậm chí là quý vị có luôn những lúc chúng tôi thành công nhưng cũng có những lúc chúng tôi thất bại và khi thất bại, chúng tôi chấp nhận những cái khó khăn nhất. Những công việc mà ai cũng chê để chúng tôi kiếm tiền. Tôi từng kể cho quý vị nghe, thời đi học của tôi còn làm ở trong nhà hàng và ngay cả những năm sau này, quý vị biết là tôi từng mở một cái nhà hàng và khi mở cái nhà hàng rất nhiều những chi phí nhất rất nhiều những chuyện mình phải lo đôi lúc quý vị không có thợ thuyền không có nhân viên cá nhân tôi phải chui vào rửa cầu tiêu rửa chén và dọn bếp tất cả những công việc gọi là dơ bẩn nhất chúng tôi vẫn làm để vượt qua giai đoạn khó khăn đó là cái cách mà chúng tôi đã phải vật lộn trong cuộc sống tại mỹ và đương nhiên ở những người mới qua thì những năm đầu tình hình này là rất bình thường phải đi tập lái xe rồi không dám lái ở xa lộ chỉ lái đường trong thôi đi làm phải đi sớm hơn người ta tại vì mới biết lái xe mà phải đi làm sớm và lái đường trong tại vì đi đường trong nó xa hơn là đường xa lộ nhiều khi là phải lái đường trong bởi vì không dám lái đường xa lộ rồi phải dậy sớm hơn người ta rồi về cũng về trễ hơn người ta rồi quý vị về tới nhà đó bởi vì mình mới qua cuộc sống không có nhiều tiền cho nên tất cả đều phải tiết kiệm và chính vì vậy có rất nhiều việc phải tự mình làm không dám mướn người không dám chi tiền không dám xài ẩu rồi sau mấy năm cuộc sống nó bắt đầu nó khởi sắc trở lại sau thời gian dành dụm tiết kiệm và chịu khó làm việc thì quý vị những cái cảnh này nó xảy ra rất là bình thường đối với những người mới qua còn đối với những người ở lâu năm lên voi xuống chó là chuyện bình thường lúc lên voi thì có thể là thoải mái lắm nhưng mà lúc xuống chó thì thê thảm lắm quý vị. Tại vì thậm chí không có tiền trả tiền nhà. Không có tiền trả tiền nhà có thể bị ông chủ nhà đuổi ra bất cứ giờ phút nào. Thì quý vị, những cảnh này rất bình thường. Và chúng tôi phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Để chúng tôi kiến tập kiến tạo cái cuộc sống của mình. Do trải qua những cái giai đoạn như vậy. Cho nên, thứ nhất là khi xài đồng tiền chúng tôi bình tĩnh hơn khi xài đồng tiền của mình làm ra và đã từng cực khổ với đồng tiền này. Do đó những người Việt ở hải ngoại họ cẩn thận trong lúc xài tiền. Có những lúc quý vị quý vị thấy rằng có những người kiếm tiền rất là nhiều nhưng cả một tuần lễ không xài một xu. Đó giống như tôi làm việc ở nhà nhiều, nhiều khi không ra đường. Ăn uống trong nhà có đồ ăn. Nhiều khi không ra đường cả tuần lễ không xài tới một xu nữa. Nó là cái thói quen bởi vì mình quen cái lối mình đã từng cực khổ với cái đồng tiền rồi không dám xài bậy và từng đã bị à, những lúc khó khăn không có tiền thiếu tiền thì chính vì điều này mà chúng tôi đã tiết kiệm và cố gắng bình tĩnh với đồng tiền của mình không có dám ẩu tả không dám xài bậy và nó trở thành một cái thói quen của người việt và tất cả những người dân sống trên nước mỹ này bởi vì không ai giúp mình cả ở bên đây quý vị không có tình trạng ai giúp ai cả tất cả đều phải tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình họ được huấn luyện họ được trải qua tất cả những cuộc sống như vậy nhưng ngược lại bên việt nam thì nó khác ở trong nhà thời kỳ đầu đi học thì sống nhờ cha mẹ rồi khi mà ra trường cuối cùng cũng nhờ cha mẹ lo lót tiền bạc cho mình có được cái chỗ làm rồi tới chỗ làm thì quý vị lương thì không có bao nhiêu nhưng mà đua đòi theo bạn bè ở sở làm Họ có phone mới, mình cũng có phone mới. Họ có xe hơi, mình cũng phải có xe hơi. Rồi họ có tiền đầu tư chứng khoán thì mình cũng phải có tiền đầu tư chứng khoán mà lương thì không được bao nhiêu cả. Cuối cùng quý vị cũng là vòi tiền của cha mẹ. Và rồi quý vị, khi mà cha mẹ gặp khó khăn, tức là nhất là trong giai đoạn này ở Việt Nam, kinh tế khó khăn, nhiều công ty nhiều nhân vật trung lưu không còn kiếm tiền như ngày xưa nữa. Họ phải tiết kiệm lại thì đúng quý vị đám trẻ bây giờ không vượt qua được sự khó khăn và bắt đầu làm bậy tức là họ không chịu được cái tình trạng thiếu hụt và họ không vượt qua được và đôi lúc có những đứa trẻ đi làm bậy ở việt nam còn tôi không nói những cái thành phần đi làm bậy đó tôi nói là nó vượt qua không được và cuối cùng là gì quý vị lên trên mạng xã hội than trách rồi bắt đầu đi vay mượn đi vay mượn của người này người kia cuối cùng quý vị nó không tự mình kiếm đồng tiền để mà trả những món nợ hay là tiêu xài cho bạn cá nhân của mình cái lối sống dựa này nó đã trải qua cả mấy cả từ thập niên 2000 cho tới bây giờ nhất là cái giới trẻ mà sinh sau năm 2000 bây giờ đó quý vị hầu hết gần như 90% ở trong Việt Nam đều sống dựa vào cái nguồn tài chính của cha mẹ nó không tự mình lập được quý vị tôi kể quý vị nghe ở Mỹ này có cái câu chuyện mà hình như người nào người Mỹ nào cũng biết khi một đứa trẻ tức là đi chung với cha mẹ ra đường thì thấy một người ăn mày thì đứa trẻ nó nói mà nó khều nếu váy của người mẹ mà nói là mẹ ơi cho con một đô để con tặng cho cái người ăn mày này Quý vị người mẹ trả lời một câu rất tỉnh ok là give him your own money Tức là phải tự con đi kiếm tiền để cho người ăn mạng. Và cuối cùng đứa trẻ này như thế nào quý vị? Nó phải đi bán sô-cô-la ở trong trường. Nó tìm cách nó mua sô-cô-la để dành tiền ăn sáng. Nó mua sô-cô-la nó đi nó bán và lấy tiền đó cho cái người ăn mạng. Đây là văn hóa của người Mỹ. Tức là ngay từ lúc bé, nó đã được huấn luyện là muốn tặng cho ai cái gì, muốn cho ai cái gì, phải dùng chính đồng tiền của mình tạo ra không thể đi vay mượn của người khác, không thể mượn hoa cúng Phật. Đó là văn hóa của người Mỹ, nhưng ở trong Việt Nam thì khác. Hầu hết đều sống dựa. Và do đó bây giờ quý vị thấy những đứa trẻ mà sinh từ năm 2000 trở lại đây đó quý vị, gần như là sống dựa vào cha mẹ không? Không có tự mình đứng dậy, không có tự mình đi làm, bây giờ mà nó đang có cái bằng đại học nó đang có cái bằng đại học mà cứ bị kiểu biểu nó đi rửa cầu tiêu đi chùi cầu tiêu đi rửa chén là no way nó không làm nó chê những nghề những cái nghề này dơ những cái nghề này là thấp kém nó không làm kêu nó đi, đi làm móng tay móng chân cho người khác là nó chê ngay tại vì nó có bằng đại học ở việt nam đó quý vị trong khi ở mỹ này quý vị dù có bằng tiến sĩ đi nữa mà bây giờ đi vỗ neo cho người ta đi ôm những cái chân hôi thối người ta người ta vẫn làm tại vì những cái ngày đó không có gì xấu hổ cả nó là cái nghề chính đáng mình kiếm tiền do đó người Mỹ hay là người Việt ở Mỹ này quý vị họ không ngại những chuyện đó họ không ngại những chuyện đó chính vì sự không ngại này mà họ nuôi dưỡng con cái cũng y trang như vậy họ nuôi dưỡng con cái và họ giảng, giảng dạy cho con cái cũng y trang như vậy và con cái của họ rất trân trọng cái sự cực khổ của cha mẹ. Tụi nó cũng không xài bậy. Có những đứa đó quý vị. Khi mà bắt đầu 16, 17 tuổi đó. Là thường thường là cái tuổi đó là cái tuổi mà tụi nó được ở trong trường. Tụi nó được thầy giáo cho phép học lái xe. Tụi nó được học lái xe, lấy bằng lái xe. Mặc dù tiền bảo hiểm thì rất là mắc. Nhưng mà quý vị. Tụi nó cũng muốn tự mình mua xe. Cha mẹ có thể cho mượn ở khúc đầu khúc sau là nó phải đi làm. Nó phải đi làm part time ở những cái nhà hàng, ở những cái tiệm food to go, ở những cái thư viện để nó lấy tiền đó, nó trả cho cha mẹ. Tức là nó tự mình phải đi kiếm sống, không thể dựa, dựa vào cha mẹ. Đó là cái văn hóa mà tôi từng nói với quý vị đó, là tới 18 tuổi là cha mẹ nói, Ê, đi ra ngoài tự xây dựng lấy cuộc sống đi. Thì quý vị, người Việt ở Mỹ cũng vậy. Tôi từng kể với quý vị nghe câu chuyện của người em ở DC là đứa con gái có được cái học bổng ở tại Nam California. Và người em tôi đưa đứa con gái qua bên California vô trường để bắt đầu lập thủ tục. Nhưng mà order sai thì ảnh cũng đi qua bên ngõ kia của trường. Ảnh muốn đóng góp lại tiền cho trường. Lý do con của mình nhận được học bổng, tiền đó không phải từ trên trời rơi xuống. Tiền đó là cũng do người khác và những công ty lớn hoặc là chính phủ nó tài trợ và ảnh cảm thấy có trách nhiệm là mình phải đóng góp lại con mình được học bổng thì mai mốt con người khác cũng được học bổng đó là cái cách đáp trả rất công bằng không có miễn phí không có miễn phí tức là chính bản thân của ảnh cũng phải góp tiền lại cho nhà trường để nhà trường làm cái học bổng cho những thế hệ kế tiếp thì quý vị đây là thói quen của người mỹ và đây cũng là thói quen của người việt ở mỹ họ luôn nghĩ tới chuyện là con mình được thì những thế hệ sau lấy tiền đâu ra tiền đó đâu ra mà cho con mình có được học bổng thì đứa trẻ nó học giỏi nó xứng đáng được học bổng nhưng quý vị tiền đó không phải tiền từ trên trời rơi xuống tiền đó cũng từ những cái nhà hảo tâm từ những đại công ty từ cái grant của chính phủ họ cấp để mà khuyến khích giới trẻ đi học chứ không có miễn phí do đó người em của tôi phải đóng góp lại tiền cho nhà trường để nhà trường có một cái ngân sách khác để hỗ trợ cho những sinh viên thế hệ kế tiếp vẫn có học bổng. Thì quý vị thấy cái suy nghĩ này nó là cái suy nghĩ bình thường. Còn ở Việt Nam thì nó khác. Bây giờ đi săn học bổng rồi thậm chí nó còn nổ lên săn tới cả mấy trăm ngàn đô la tiền học bổng. Ở đâu ra có? Ở Mỹ này quý vị một cái học bổng mà cao lắm được vài ngàn đô la là mừng hết lớn rồi đỡ được một năm đầu đi học là đã mừng hết lớn rồi ở đâu ra mà có tới vài trăm ngàn đô la tiền học bổng tài trợ cho nó nhưng mà cái vị cái văn hóa mặt bụi thể diện ở trong việt nam nó là như vậy và nó được bơm bởi báo chí luôn nó được bơm bởi chí và nó không biết cái tiền đó ở đâu ra hết ai cho nó tới mấy trăm ngàn đi học ở mỹ này quý vị mấy đứa nhỏ mà được cái học bổng vài ngàn đô la ngay cả ngày xưa Quý vị biết tiền học bổng năm đầu tiên của tôi mà được tài trợ đó bởi vì tôi đã kê vào trong cái lời khai mà lúc mà tôi còn ở trại tị nạn đó tôi đã làm thông dịch cho cao quỷ tị nạn liên Hợp Quốc đó thì nhờ cái hồ sơ intern này á thì á, bên Colombia mới cho tôi cái học bổng quý vị 6.000 đô la thôi và qua tới đó khi mà vào trong đơ khi mà vào trong đơm đó tôi còn phải đi xin work study tức là xin đi làm việc ở trong trường để được à, có thêm tiền để mình học không có ai miễn phí cả và cũng không có một cái học bổng nào trị giá cả trăm ngàn đô la cả quý vị. Tất cả đều là bịp bọm hết. Và tất cả đều là cái văn hóa thể diện của cái chế độ cai trị. Nó đang gieo rắc trên cái người Việt Nam. Và hầu hết cái giới trẻ sau này đều bị cái văn hóa này mà nó gây, nó không có vượt được những cái khó khăn. Đó quý vị thấy ở trên mạng xã hội trong thời gian mà vừa chấm dứt đại dịch đó, bao nhiêu lời than, bao nhiêu người Ô hết tiền rồi không có tiền nữa này nọ tùm lum hết quý vị mà nó không tự mình đi kiếm tiền có những cái nghề rất là rất là dơ nó không dám chấp nhận cái dơ giấy đó để nó đi kiếm tiền nó chẳng thà là nó ôm cái bằng đại học mà do cái trường đại học trong Việt Nam cấp nó treo trên tường đó rồi vì cái bằng đó nó không muốn đi lại làm những cái nghề gọi là uh, những cái nghề gọi là nó chê Ngoài trừ những sinh viên nghèo họ sống bằng những cái ngày đó. Rồi cái bây giờ có được cái bằng đại cấp đại học chưa kiếm được việc làm, họ vẫn sống bằng cái ngày đó. Ví dụ như những sinh viên mà là lái Grab thì họ lúc đi học họ đã lái Grab rồi. Bây giờ ra trường chưa có việc làm họ lái Grab là chuyện bình thường. Nhưng mà con cái của những kẻ mà gọi là trung lưu tại Việt Nam đó, tức là có khả năng cho con cái ăn học đó thì họ tạo ra một cái văn hóa rất là cái văn hóa dung dưỡng, dung túng để rồi con cái của họ ý lại họ rất là nhiều nó khác biệt với văn hóa bên mỹ văn hóa bên mỹ nó không có chuyện đó đó tôi vừa kể với quý vị đó là muốn cho tiền cậu ăn người ăn xin thì cũng phải tự mình đi kiếm tiền cho không thể xin tiền của cha mẹ để cho người ăn xin thì quý vị đây chính là cái sự khác biệt giữa cái nền giáo dục ở trong nước do cộng sản cai trị hầu như cái nền giáo dục đó nó không bao giờ dạy những cái ý thức này hết và cái nền giáo dục đó nó cũng không hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ có thể tự mình vượt qua được những nghịch cảnh. Mà hầu hết cái nền giáo dục đó mang tính chất tuyên truyền và cái tính chất tẩy não với mấy đứa nhỏ thôi. Chính điều này nó dẫn tới những cái thế hệ kế tiếp bây giờ, tức là sinh ở cái giai đoạn từ 2000, 2010 tới bây giờ quý vị, toàn là văn hóa nằm mơ mộng, ảo tưởng và sống ảo nhiều hơn gần như là tôi thấy giới trẻ trong trong nước mà cái thế hệ mà sinh sau năm 2000, 2010 bây giờ đó quý vị. 2010 tới bây giờ thì cũng là 13 14 tuổi rồi. Quý vị, nó ngồi nó mơ mộng không? Mơ mộng tất cả mọi thứ và ảo tưởng rồi suốt ngày lăn vào trong mấy cái game, lên TikTok. Cuộc đời tụi nó chỉ có nhiêu đó thôi. Trong khi đó quý vị, một đất nước mà muốn phát triển đều đặn thì phải do nỗ lực của cả toàn dân nỗ lực đó là những người dân những cá nhân biết tạo ra tài sản riêng của mình nhờ những cái tài sản riêng này nó mới làm cho đất nước được giàu mạnh nhưng ở việt nam thì không có ở việt nam tài sản quốc gia thì đã bị đào quán hết rồi tài sản trí tuệ không có toàn là bú sữa không toàn là cái thế hệ bú sữa không do đó việt nam mà quý vị nói với tôi nó phát triển nó phát triển không được hệ thống giáo dục bê tắc tôi không nói nhưng chính cái hậu quả của hệ thống giáo dục này nó tạo ra một cái xã hội tất cả đều sống dựa và không chịu tự mình tạo ra tài sản không chịu tự mình ra tạo ra tài sản và cứ gặp phải nghịch cảnh là bắt đầu nhảy lên mạng xã hội than thân trách phận đủ kiểu hết quý vị đây là cái hậu quả mà tôi nói đó quý vị nó giết cả một dân tộc nó giết cả một dân tộc tất cả đều sống dựa và tất cả đều không dám quăng mình ra ngoài xã hội để mà làm những công việc nặng nhọc, kiếm tiền để mà trang trải cuộc sống của mình. Chỉ biết đi vay nợ, mượn nợ, rồi trốn nợ thôi. Đa số là bây giờ là quý vị, vay nợ, mượn nợ, xong rồi đi trốn nợ. Chứ không có tự mình đi kiếm tiền. Còn rất nhiều những cái nghề, mặc dù là ở Việt Nam thất nghiệp nhiều lắm, nhưng mà vẫn có những cái nghề chân lắm, tay bùng, vẫn trả tiền được, mặc dù không nhiều, nhưng quý vị vẫn kiếm được tiền những đứa trẻ đó vẫn kiếm được tiền nhưng nó không làm nó chê những cái nghề này cực quá những cái nghề này dơ quá nó không làm chính điều này quý vị mà cả một cái thế hệ trong việt nam cả một cái thế hệ mới bây giờ đều lâm vào tình trạng này hết thì tôi hỏi quý vị làm sao mà cái quốc gia đó phát triển được đây một quốc gia phát triển là phải có sự đóng góp của tất cả mọi người. Sự đóng góp đó là gì? Là tạo ra tài sản. Tự mình chịu cực chịu khổ đi làm. Để tạo ra tài sản cho chính mình. Đây là cái quy tắc của một thị trường tư bản đó quý vị. Ở thị trường tư bản không có ai chăm sóc cho ai cả. Mỗi một người phải chịu trách nhiệm riêng cái bản thân của mình. Mỗi một người phải chịu trách nhiệm trong cuộc sống của mình. Và mỗi một người phải có trách nhiệm đóng góp xã hội theo kiểu của mình. Đó là xã hội tư bản. Nó không phải là xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là chờ bú sữa. Kẻ cai trị thì bú sữa ở các cái tổ chức định chế tài chánh thế giới bên ngoài. Người dân thì chờ bú sữa của chính phủ. Con cái chờ bú sữa của cha mẹ. Và quý vị, một xã hội như vậy không phát triển được. Không những không phát triển được mà nó còn đẩy sau đó đi thụt lùi so với những quốc gia khác. Quý vị những từng nhìn thấy những cái mạng xã hội bên Thái Lan, bên Philippines, người ta nỗ lực đi làm việc dù là người ta đi bán hàng dù là người ta đi làm những công việc cực nhọc hay là dù là người ta tìm đủ mọi cách để người ta đi kiếm tiền nó không giống như ở trong việt nam ở trong việt nam cái số lượng người khao khát đi kiếm tiền rất ít còn cái số lượng mà khao khát xài tiền để có được những cái gì mà người ta có mình phải có thì rất là nhiều Thậm chí còn chạy theo bày đàn nữa. Thấy một cái tiệm nào mới mở mà bà con bu đông quá rồi bạn bè đu buông đó. Cũng phải có tiền để bu vào trong đó. Mặc dù mình không đủ khả năng. Quý vị, cái hiện tượng mà giữ thể diện này. Và cái hiện tượng mà gọi là làm biến và không dám làm những công việc nặng nhọc. Nó đang phát triển ở Việt Nam rất mạnh. Khác với xứ Mỹ. Đó tôi từng kể cho quý vị nghe về những cái đứa trẻ ở xứ Mỹ này tụi nó phải đi làm việc và thậm chí quý vị cuối tuần là ngày nghỉ của tụi nó tụi nó cũng phải lao đầu vào kiếm một cái gì đó làm kiếm một cái gì đó học vừa đóng góp cho xã hội cộng đồng mà vừa trao dồi thêm cái cái cái, cái thói quen cho cá nhân là làm việc chứ không ở không đó có những đứa thì khá khá một chút cha mẹ cho đi học đàn học nhạc học à, múa học võ để nó hoạt động còn nếu không đó quý vị họ chui vào những ngôi chùa họ làm việc trong những ngôi chùa hay là những đứa nhỏ tụ lại năm ba chục năm ba đứa 10 đứa đi rửa xe khuyên tiền để đóng góp dùng số tiền đó cho những cái dự án của nó hoặc là chờ đóng góp cho xã hội đi giúp cho họp lép vân vân quý vị đó là cái văn hóa của cái thế giới tư bản nó như vậy nó tập cho mấy đứa nhỏ thứ nhất là phải tự chịu trách nhiệm với đồng tiền mình kiếm ra thứ hai trách nhiệm với xã hội còn ở Việt Nam nó không có chuyện này. Ở Việt Nam cái hệ thống giáo dục nó chỉ buộc những đứa trẻ là phải trung thành với cái đảng cai trị. Phải biết ca ngợi những nhân vật của đảng. Gần như là nó không nó không có một cái nào gọi là huấn luyện cho mấy đứa nhỏ vượt qua được kịch cảnh. Và biết được chịu trách nhiệm như thế nào với cá nhân của mình. Nó dạy cho mấy đứa nhỏ tuân thủ theo luật pháp mà do đó ban hành mà những cái luật pháp đó quý vị thấy rồi, nó là tự cái đảng cai trị ban hành chứ không phải do người dân bỏ ra, bỏ 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 phiếu. Do đó quý vị, mấy đứa nhỏ cứ nghĩ rằng là mình tuân thủ luật pháp Việt Nam, nhưng thật ra tụi nó đang tuân thủ cái quy tắc của đảng cai trị áp dụng để cai trị tụi nó thôi. Nó vẫn không phân biệt được cái quy cái quy tắc và cái uh, quy luật của cộng sản nó khác với một chế độ pháp trị như thế nào. Và tụi nó vẫn sống ngu ngu ngơ ngơ Suốt ngày là cứ ôm vào máy game, TikTok, chiều thì đi hát karaoke, thậm chí là tối nó còn đi bay nữa, quý vị. Chính điều này nó đẩy cái nhựa sống của người của Việt Nam trong những thế hệ kế tiếp vào trong ngõ bế tắc, không phát triển được. Cộng thêm cái tác động về kinh tế, do đó quý vị, cái tương lai của Việt Nam nó mờ mịt vô cùng. Nó không có một cái cửa thoát, bởi vì ngay cả những đứa trẻ được xem là tương lai của đất nước mà còn sống như vậy. Thì quý vị nói cho tôi nghe đi Làm sao đất nước nó phát triển đây Đây là sự khác biệt Của những người ở hải ngoại Với một cái nền giáo dục khác Và những kẻ ở trong nước Và tình trạng này Nó đang diễn ra và nó đi song hành Đó là lý do tại sao quý vị thấy là Khi ra tới hải ngoại một khoảng thời gian Thì nhiều đứa trẻ rất là thành công bởi vì nó đã gột rửa được tất cả những cái văn hóa được xem là đồi bại ở trong nước. Nó bắt đầu hội nhập với các văn hóa ngay ngoài, ngoài này. Và nó hiểu được, nó ý thức được trách nhiệm. Nó ý thức được cái cơ hội của nó khi nó siêng năng làm việc. Và nó chấp nhận gian khổ. Quý vị, cái hậu quả nó khác nhau và cái hướng đi tụi nó khác nhau một trời một vực. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Nói về cái tình trạng mà giữ thể diện mặt mũi. Nó đang giết dần, giết mòn giới trẻ trong nước hiện nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!